Xin chào cả nhà nhá. Dạ, hôm nay em xin giới thiệu với cả nhà mình một loại cây ngũ gia bì thủy sinh nhá mọi người. Ngũ gia bì trồng thủy sinh. Thì cây ngũ gia bì thủy sinh này thì sẽ giúp cho cái gia đình của mình nó phát triển vững vàng hơn này, và cũng có thể ổn định được tài vận và giữ cho tiền tài. Cây trồng trong bình thủy sinh như thế này thì sẽ rất là sạch sẽ này, phù hợp với cả là để ở bàn và trang trí nội thất, và để ở bàn làm việc, quán cà phê hay là các cái quầy lễ tân nhé mọi người. Cú dân ngũ gia bình thủy sinh này là hay còn có tên gọi khác là cây chân chim bảy lá, hoặc là cây sâm non thì hay là cây sâm nam. Đó. Thì là một loại cây có những là một trong những loại cây quý hiếm mà có thể chữa bệnh xương khớp, đau khớp nha mọi người. Và ngoài ra thì cây thì có tác dụng là đuổi muỗi nữa, làm sạch không gian trong phong thủy. Thì cây này sẽ giúp cho cái gia chủ của chúng ta phát triển vững vàng hơn này, và cũng có thể ổn định được tài vận. Đấy, giữ tiền tài, phù hợp để bàn trang trí nhá mọi người. Và cây ngũ gia bì thủy sinh này thì có tên khác là cây chân chim bảy lá này. Đó. Và cái đây là một loài cây thuộc thân gỗ nhỏ và có rất là nhiều cành, nhiều nhánh nha mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy là biết rồi. Mọi người nhìn ra đây là mọi người biết rồi đúng không? Đó. Và cái lá của nó kép xoài hình chân vịt. Đây mọi người. Đó. Đúng không? Đẹp lắm. Cái lá của nó rất là đẹp nha. Và mỗi cành đa số là sẽ chứa khoảng 7 lá nhá. Và hình giống như là chân vịt, chính thế nên gọi hay gọi là cái chân chim 7 lá đó mọi người. Thì hoa của nó sẽ là màu trắng, thành mọc thành chùm lá, chùm tán, và cây có thể cao khoảng 2 m, và lá của nó có thể dài khoảng 30 cm. Nhưng mà cái cây mà mình đang cầm đây là loại mini để bàn thôi, nên là nó chưa có hoa và nó không thể to cao như mấy mét được. Cây này khoảng tầm 30 đến 40 cm thôi mọi người ạ. Đó, mọi người chú ý nhá. Cây ngũ gia bì này thì có hai loại phổ biến là cây ngũ gia bì xanh và cây ngũ gia bì vàng. Loại mình đang cầm là ngũ gia bì xanh, màu xanh. Đó. Và cây ngũ gia bì là một loại cây cảnh nó rất là dễ chăm sóc, thường xanh quanh năm như thế này luôn. Đó. Và cây thì ưa nắng nhá, nhưng vẫn có khả năng sống ở trong điều kiện mà ít ánh sáng. Đó. Về ánh sáng thì đây là một loại cây mà ưa ánh sáng này, nhưng mà tránh cái ánh nắng trực tiếp quá gắt vào những cái buổi trưa đó. Nếu mà các bạn có thể để cây ở ngoài nắng nóng thì phải che bớt đi nhá, che bớt đi một phần, vừa nắng vừa râm ấy đó. Thì tốt nhất là để cây ở cửa sổ này, ban công hay là giếng trời này. Nếu mà để cây ở trong nhà thì một tuần nên mang cây ra ngoài phơi nắng một lần để cây có màu xanh đẹp và phát triển tốt nhất. Và cây ngũ gia bì này thì là một loại cây chỉ cần tưới nước mà không cần đến đất nhá. Tại vì cái nước sẽ rất là quan trọng đối với cây. Tuy nhiên khi mà ngâm nước vào bình thì các bạn nên để cây ngập rễ. Đó, đổ cây ngập rễ và chặn rễ, và không chỉ đổ đến phần thân. Đó. Nếu mà nước mà chuyển sang màu đục ấy, nước mà chuyển sang màu đục thì phải thay nước và rửa rễ đi. Nếu khi thay nước thì mình cho cây có thể thêm mấy giọt dung dịch khử canh cũng được. Nếu mà nước sau mỗi lần đổ thêm cho thêm nước ấy. Đó. Mỗi lần mà đổ thêm nước cho cây thì mình cho thêm một ít dung dịch nuôi cây thủy sinh. Đó, rất là
đẹp, cây rất là đẹp và nó có thể phát triển rất là tốt. Đó, nó có thể sống dai sống khỏe đó mọi người ơi. Và cây ngũ gia vị này thì có thể nhân giống nhiều nhá, có thể nhân giống, có thể nhân giống này. Người ta thường hay nói là cây ngũ gia vị này thích hợp ở điều kiện sống ở môi trường nhiệt đới nước ta, đúng không? Thì cây có khả năng phát triển khá là nhanh nên là các bạn có thể nhân giống cây và có thể nhân giống bằng cách là dâm cành nè, cắt cành để cho cây khô cái phần đầu mà mình vừa cắt đi, sau đó là mình sẽ nhúng dung dịch kích mọc rễ tầm 5 đến 15 phút rồi sẽ ép trồng lại vào đất là được nha mọi người. Hoặc là để an toàn hơn với tỷ lệ thành công 100% thì các bạn có thể sử dụng các phương pháp chiết cành đợi ra rễ, sau đó thì sẽ cắt và trồng vô đất luôn đó. Về sâu bệnh thì bệnh thường gặp ở cây ngũ gia vị là cây gọi là bệnh rầy nâu này. Và rầy nâu thì có nghĩa là xuất hiện và phá hoại đi cây, bắt đầu ra lá non này, chúng có thể tập trung ở đỉnh này để sinh trưởng cho cái sinh trưởng của cây và làm cho cái lá non bị hư hại nghiêm trọng, mất thẩm mỹ và khiến cho cây nó phát triển chậm lại đó mọi người. Mình lưu ý nhá là mấy cái bệnh đấy thì nó sẽ ăn lá non ấy. Thì cây ngũ gia vị này thì rất là an toàn nhá. Các bộ phận ở trên cây của cây ngũ gia vị là vỏ, lá, thân và rễ đều có thể sử dụng dùng trong các mục đích hỗ trợ là điều trị xương khớp nhá. Nên là ở các vùng quê họ thái sợi nhỏ rồi phơi khô để nấu với canh cá này, nấu với canh tôm này. Và người dân Quảng Nam ấy, ví dụ như là một người dân Quảng Nam thì họ dùng cái lá này để ăn với gỏi hay là cuốn với cả thịt ăn nhá mọi người. Nó có thể làm thức ăn luôn ấy, làm thực phẩm đó. Vì lá của cây ngũ gia vị thì nó hơi đắng nhưng mà không quá là đắng gắt nên là sẽ giúp cho kích thích vị giác của chúng ta và giảm độ ngấy và tanh của thức ăn. Đó là một điều quan trọng, là cây ngũ gia vị còn tốt cho sức khỏe nữa đó. Nên là nếu gia đình của bạn mà có già trẻ hay kịch cây cảnh thì cây ngũ gia vị là một lựa chọn khá là xuất, tại vì nó không có hại gì cho sức khỏe cả đó mọi người ơi. Nó rất là tốt, nó không có hại gì cho sức khỏe của chúng ta đâu. Nên là chúng ta có thể mua cây này về để ở trong nhà, nếu mà chúng ta có trẻ con mà hay nghịch đó mọi người, hay chơi bời đó mọi người, hay nghịch đồ trong nhà thì mình có thể mua cây này, nó thực sự nó không có ảnh hưởng gì nên là mình có thể để luôn ấy, mình có thể để ở trong nhà bình thường luôn đó. Ngũ gia vị thủy sinh này là một phiên bản đặc biệt rồi. Chúng ta thường biết đến là những trồng ngũ gia vị to đúng không, và nó cao to và thực được trồng ở ngoài sân vườn hay là ở trong nhà đó. Thì tuy nhiên thì bây giờ có loại ngũ gia vị xanh này, bé xinh như thế này vô cùng là bắt mắt, được trồng hoàn toàn bằng nước và nó không có gây hại gì cho sức khỏe của chúng ta. Và ngũ gia vị này nó còn để trong bình thủy sinh nữa nên là nó rất là sạch sẽ, không bị vướng bẩn đất hay là mình phải chăm sóc quá là cầu kỳ đó. Thì những chậu cây xinh đẹp như thế này sẽ là một cái lựa chọn lý tưởng cho các bạn nhé, vừa tạo thêm cái việc là tạo điểm nhấn cho cái không gian của chúng ta này, không gian mà làm việc này hay là góc kệ sách, bàn học hay là góc sofa hay là để ngoài phòng khách, để ngoài bàn phòng khách ấy. Thì đây không chỉ là một loài cây mà để bàn thông thường như vậy đâu, mà nó còn có tác dụng vô đối đối với sức khỏe của chúng ta, nên là chúng ta có thể để cho cây này sống với mình hàng ngày trong nhà luôn.
đó. Con người cũng như là cái đời sống của chúng ta nó cũng sẽ kiểu là thoải mái hơn này, nó còn giúp cho chúng ta thoải mái này, đầu óc này, và giảm stress trong những cái buổi mà mình làm việc căng thẳng nữa mọi người ạ. Rất là nhiều công dụng, vừa làm thực phẩm vừa làm thuốc để trị xương khớp này, nó còn giúp tăng thẩm mỹ trong ngôi nhà của mình nữa, rất là phù hợp nhé mọi người. Thì mọi người có thể liên hệ số hotline bên tường nhé mọi người, và mình sẽ luôn giải đáp thắc mắc cho mọi người. Đó, mấy cái cây như thế này thì khá là rẻ thôi mọi người ơi, nó cũng không quá mà lắm, mắc 100-150 thôi đó. Nên là mọi người có thể tậu em nó về để trong nhà, vừa trang trí mà vừa có thể cho cái ngôi nhà của chúng ta thêm sinh động hơn nhá. Cảm ơn mọi người, bye bye mọi người rất nhiều. Bye bye.